nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km, được bao bọc bởi khu rừng sát xanh tươi bạt ngàn, hiện có giá vé tham quan là 35.000 đồng trên một lượt khách. Đúng như tên gọi đảo khỉ, có lẽ ấn tượng thú vị nhất ở đây vẫn là sự hiện diện tung hoành của họ hàng nhà khỉ với hàng ngàn con lớn nhỏ khác nhau. Bên cạnh những chàng khỉ hung tợn bị phá chuyên giật đồ ăn thức uống của khách tham quan, thì cũng có nhiều tôn ngộ không dễ tính, ngoan ngoãn và thoải mái để chúng tôi chụp ảnh. Sở dĩ có tên là gừng sát là do người Nam Bộ gọi cây mắm là cây sát. Đây là loài cây ngập mặn, thường sống cùng với các loài cây khác như sú, vẹt, đước, ô rô, chà là, vân vân, tạo thành một tập đoàn cây ngập mặn. Những loài cây này được xem là những đoàn quân lấn biển tiêu biểu và hiệu quả nhất. Các nhà thực vật học còn dùng tên rừng sát để chỉ kiểu rừng ngập mặn nhằm phân biệt với rừng tràm và kiểu rừng đầm lầy trên lục địa, nước ngọt hay bị nhiễm phèn. Khu di tích gừng sát còn được gắn liền với lực lượng đặc công đoàn 10 của bộ đội trong chiến tranh. Đến đây, ngoài việc được nghe kể lại câu chuyện về một thời qua lửa ác liệt, chúng tôi còn được nhìn thấy những mô hình diễn tả lực lượng đặc công rừng sát đang sinh hoạt, chiến đấu, hoạt động trong thời chiến. Người dân địa phương cho biết, trong những năm chiến tranh, trung bình mỗi ha rừng sát phải hứng chịu khoảng 56 lít chất diệt cỏ và nhiều loại bom hủy diệt khác. Đến khi hòa bình lập lại, gần như toàn bộ rừng sát ở Cần Giờ đều bị tàn phá. Đó cũng là lý do nhiều người gọi nơi đây là vùng đất chết. Cũng từ vùng trắng hoang tàn bởi chiến tranh, giờ đây hàng chục ha rừng sát đã được hồi sinh tươi tốt như chưa từng bị tàn phá. Nằm giữa khu rừng sát là đài tưởng niệm liệt sĩ với khối tượng lớn, mô tả hai chiến sĩ đặc công trong tư thế sóc tới. Xung quanh là những căn lán được phục dựng như lán chỉ huy, lán quân y, kho vũ khí, lán hậu cần, vân vân, với nhiều bức tượng sinh động mô tả cuộc họp thông qua phương án đánh kho xăng Nhà Bè, luyện tập chiến đấu, chưng cất nước mặn lấy nước ngọt, vân vân. Và tất cả đều nằm dưới những tán cây rừng xanh mát.